Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình thấy gì đây, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Top Game 2 mỗi ngày. Hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em một cái tựa game mang phong cách của Pokemon và có thể chơi trên điện thoại được. Tựa game này mang tên là Qmon 3D. Thì các nhân vật những cái loài Pokemon ở trong này ấy, nó khá là giống ở trong cái game Pokemon chính gốc. Và đây là một cái tựa game online nha anh em. Ngày đầu tiên, đây con này giống con Pikachu này. Chúng ta sẽ nhận được thêm một số thứ nữa. Ngày thứ hai là chúng ta sẽ nhận được cái gì đây? Chưa được đúng không? Ngày thứ bảy là mình sẽ nhận được một con Moltres. Đấy, đây chính là Moltres này. Ngày thứ hai thì chúng ta sẽ nhận được một con mang tên là Polyship, một con như kiểu mặt trời vậy. Con này giống Pikachu nhỉ? Chúng ta sẽ để ngày thứ hai mình sẽ nhận sau vậy. Mình sẽ cancel cái này đi. Bây giờ ta sẽ đi đâu đây? Mình sẽ phải di chuyển đến đâu nhỉ? Đây. Chỗ này. Đây rồi, mình nói chuyện với ai đó. Mình đặt tên là Thành EZVN nhá, tại vì là cái Thành EZ của mình bị ai đặt rồi ấy. Đây là người mẹ của mình à. Rồi chúng ta sẽ đi kiểu gì cũng phải đi gặp mẹ. Game Pokemon hay game này thì đều thế cả. Đầu tiên mấy cái game Pokemon ngày xưa còn phải vào chỉnh giờ ấy cơ. Cái này thì không phải chỉnh giờ. Rồi chúng ta sẽ đây, có tựa di chuyển đây. Và mình không cần phải. Đấy chắc là những người bạn mình đây, đúng không? Alan đã lấy được một vật Pokemon này sao ấy. Con này gấu bông chứ, không phải là Pokemon đâu. Thì chúng ta sẽ đi đi nhận chắc nhận Pokemon từ giáo sư anh em ạ. DR Isris Younger Sister, biết ngay mà, em gái mà. Và trên trời xuất hiện một cái gì đấy, để xem nào. Chúng ta ôi, có một cái con gì đó chui ra từ cái lỗ hổng anh em ạ. Ây chà, con hệ lửa à? Ra quả cầu bóng tối vậy. Quay đẹp thế nhở, con gì đây? Tôi sẽ hút cả hai con lên trên à? Một con xuất hiện từ bức tượng nhở? Và nó sẽ để lại một số cái bọn gọi là cái này, bọn này bọn là gì nhỉ? Bọn này là bọn... Chúng ta có thể lựa chọn một trong ba con anh em ơi. Chúng ta cho con nào đây? Con này là con đây hệ grass, là hệ lá đây. Con này hệ lá nhá. Tiếp tục con này là hệ lửa rồi. Con Ritoru là fire, hệ lửa. Và con cuối cùng sẽ là một con hệ nước. Mình sẽ lấy con nào đây? Đồ họa khá đẹp nếu mà so với một tựa game ở trên PC, trên hệ Android, hệ máy. Đây, con này sau tiến hóa thành con phượng hoàng, đẹp thế cả. Rồi con này thì sao? Con này thì nó sẽ thành con gấu lá. Con gấu hệ lá thì không được đẹp cho lắm nhờ. Con này thì sao nhờ? Con này sau này sẽ tiến hóa thành một con một sừng. Con phượng hoàng đẹp nhất. Con này đẹp nhất anh em ạ. Đây này, sao tiến hóa con phượng hoàng cực kỳ đẹp. Power sẽ là 973. Mình lên level 2 à? Mình tưởng mình sẽ đánh nhau với cái con kia chứ. Mình sẽ nhận thêm một cái nhiệm vụ từ Atlan. Hình như phải đấu với thằng này phải. Bóng tối này. Đấu ơi anh em ơi, cho sẽ vào trận luôn. Để xem đồ họa có đẹp không nhá. Đồ họa thấy khá đẹp đấy. Rồi. Một con hệ lửa. Tiếp tục ra sẽ là một, cũng là một con chim lửa đây. Chúng ta sẽ sử dụng cái Buster. Chúng ta có các chiêu thức giống hệt như bên Pokemon. Có Ichi, Scrap, Ground, Spark và Flap này. Flying thì nó sẽ mạnh hơn so với cái hệ kia. Dạ như vậy. Rồi, ở đây nó có ghi các thông số luôn. Đấy, chết luôn à? Happen, chết luôn đi bạn. Con khỉ lửa nó chết luôn kìa. Khá hay, khá đẹp. Mình sẽ lấy thêm được 5 gold, 5 viên gold đó. Chạy rồi, bắt mất em gái rồi. Bữa vai. Bây giờ mình phải đi tìm em gái anh em ạ. Cho đi tìm em gái với con này. Con này giống như kiểu con y cái gì nhỉ, Griffin ấy. Griffin hệ lửa ấy. Rất là giống luôn. Có khá nhiều người chơi đây, người trên thế giới đây. Đấy, có cả mình luôn này. Và chúng ta sẽ đi thôi, đi nhận nhiệm vụ cái. Có một món quà này, một cái bình gì đấy, không biết là cái gì. Trong khoảng 4 phút đã tặng mình một món quà. Đây, mình sẽ đến mẹ của mình và mình sẽ nhận một cái gì đó. Hồi máu à, lên level 3 rồi.
Bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái phòng thí nghiệm. Đâu nhỉ? Phòng thí nghiệm ở đây. Cũng có khá nhiều người chơi anh em ạ. Mình thấy đây này, một đống người chơi mới đang đứng ở trước cái cửa đây. 7 day new gift. Món quà 7 ngày đúng không? Isis. Rồi mình sẽ ấn nhanh cái này qua, skip qua được mà. Chắc là skip qua cái này được. Và chúng ta sẽ travel tới cái đường số 1. Đấy. Để tất cả những món quà mình đã có. Đây là nạp đúng không? Nạp lần đầu thì sẽ tự tặng cái này. 7 day new gifts, đây là phần quà rồi. Bonus. Bonus thêm cái gì đây? Mình được trứng anh em ạ. Ôi, được một cái này. Cái này là chúng ta phải ấn đúng không? Ấn vào đây đúng không? Cái phải mua rồi. Cái phải mua một tiền rồi thì mới được. Xem nào, còn cái gì nữa không? Không còn cái gì nữa rồi. Đấy, tất cả những quà chúng ta có được là 100 đồng và một cái thẻ. Cái thẻ để làm gì thì không biết. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài đường đi. Cái hòm của chúng ta đây, đây là một cái ba lô. Ba lô của chúng ta, nó gồm những cái gì nó sẽ hiện lên hết ở đây. Và chúng ta sẽ ra bên ngoài. Đấy, chúng ta đến cái round 1 rồi. Và có thể bắt được những cái con mới ở đây. Nó giống y hệt một cái tựa game Pokemon thôi, không khác gì mấy. Nhưng mà chúng ta sẽ được khám phá những cái loài mới, những cái hình dáng mới, một dạng khác đi. Thì đối đầu với Atlan à? Atlan hình như sẽ là con hệ nước. Gần chắc chắn sẽ là con hệ nước. Đấy. Con hệ lá à? Con hệ lá thì nó chết rồi. Sao được con mình? Con mình là hệ lửa cơ. Và chiêu Spark of Fire thì rất là khỏe. Đấy, hệ lửa chắc là sẽ khắc chế được cái con hệ lá này. Xôi, có hiệu ứng đẹp phết nhỉ? Hiệu ứng 3D luôn. Một phát quật đuôi à? Mình sẽ dùng cái chiêu Fire nha. Fire lửa này, phải chết không? Chết rồi đấy. Dokama Ritoru sẽ lên level 6. Victory, confirm cái điểm này đi. Và chúng ta sẽ vào trong cái vườn này để xem cho có gì. Lấy thêm 5 gold và mình skip cái này đi nha. Level 4 luôn kìa, khá tốt nhỉ. Bây giờ mình sẽ đi đâu đây? Chúng ta sẽ ấn vào cái FAQ để xem hướng dẫn. Tất cả những thứ mình có thể làm được đây. Bây giờ ta sẽ ấn vào đâu đây? Chúng ta sẽ tới nói chuyện với Nelly và học cách sử dụng, mà chắc là sử dụng cái gì nhỉ? Máy ảnh nhỉ? Cái AR là cái gì? Mình không biết cái được à? Cái AR này để làm gì ta? Tạm thời cái mình sẽ có một cái quest anh em ạ. Đây, có một cái quest mình cần thể nhận được. Nhưng vấn đề là ta sẽ dùng cái gì? Dùng kiểu gì đây? Catch một Cubater ở trong cái grass. Đây, trong này đúng không? Confirm luôn. Cái gì ấy nhỉ? Cho gặp một con luôn trong này à? Và sẽ đấu luôn à? Và mình sẽ dạy cách để bắt con này đúng không? Có lẽ là như vậy. Hệ lửa này. Bây giờ dùng cái Itachi, dùng cái chiêu để giảm lượng máu xuống trước đã. Chắc chắn rồi. Đấy. Bây giờ giảm lượng máu nó xuống xong rồi mình sẽ sửa mở trong cái túi đồ của mình. Dĩ nhiên, để lấy ra cái Q, một cái khối hộp để bắt nó vào. Chính xác. Đấy. Nó thay cho cái quả cầu poke mà. Không khác gì cả. Bắt được luôn. Confirm luôn. Bắt được một con Pokemon mới, một con sâu. Con sâu này chắc tiến hóa thành con bướm đây. Dạng dạng như kiểu butterfly ấy. Rồi chúng ta sẽ đi lên trên nhá, level 5 này. Mình sẽ đi được ấn một cái gui, ấn vào cái này để trải nhiệm vụ đi là được. Đấy, xong nhiệm vụ luôn. Và Diễn sẽ được thưởng tiền rồi. Và bây giờ mình sẽ đi đâu đây? Chúng ta có hai con đúng không? Chúng ta đi đâu đây? Nói chuyện thêm với một người nữa, một cô bé bắt côn trùng và sẽ đấu luôn. Mình chọn hệ lửa là cực kỳ hiệu quả, tại vì trong cái này ấy, thì nó toàn là những con Pokemon hệ là hệ côn trùng hoặc là hệ lá thôi. Và đánh rất là khỏe. Level 6 rồi.
file này, còn có 15 triệu nữa. Còn có gì đây? Lửa. Chết luôn anh em ạ. Còn Venobux. Còn sâu Veno. Veno như con sâu bướm như vậy. Tiếp tục. Monster. Ở đây làm gì? Không hiểu luôn. À đây monster thì những con nào nó khác hệ ấy, thì nó sẽ có cái mũi tên chỉ lên phía trên. Còn để Leafy chết luôn, làm sao để đánh được? Nó có duy nhất có hai con thôi. Và confirm. À, mình học được chiêm một cái ground. Chiêm này thì sao ta? Mình bỏ cái chiêu này đi nhá. Thế nghĩ bỏ cái chiêu này đi là hợp lý hơn. Mình sẽ thay chiêu. Thay chiêu kiểu gì? Chắc là ấn vào đây thôi, phải thay chiêu thôi. Confirm này. Và chúng ta học được thêm một chiêu mới. Khá là dễ hiểu. Vì cái này nó đang hướng dẫn mình. Cái này cái gì đây? Có tắt đi không nhỉ? Cái gì? Không hiểu luôn. Thôi tạm thời để góc vào đi. Và chúng ta sẽ có thêm một món quà online nữa. Được thêm một cái Chris QB. Chris Q có nghĩa là một cái quả bóng ấy, dạng như kiểu quả bóng ấy. Tốt hơn để bắt những cái con Pokemon xịn hơn. Mình sẽ nhận thưởng này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo đây? Open một cái monster ở trong cái inventory. Nó tặng cho mình một cái Quick Upgrade FN. Ấn vào đây để nâng cấp cho Ritoru. Cho cái lên level cho nó được này. Đấy. Nó sẽ cần những cái nguyên liệu ở trên kia kìa. Nó không phải là miễn phí đâu mà nó sẽ cần nguyên liệu nha. Ritoru sẽ nâng cấp lên. Cái này là ẩn à, cái này là cái tài khoản anh em ạ, không có gì nhiều. Chúng ta sẽ nói chuyện với photographer Nelly, một người chuyên gia chụp ảnh, chụp Pokemon ở đây. Photographer Lenny level 6, chúng ta là level 6 rồi. Và tiếp theo thì chúng ta nói chuyện với Odo về cái sự tiến hóa của Q Master. Đấy, cái sự tiến hóa cái có thể đánh nhau luôn này. Đấy, đánh nhau luôn à? Ghê đấy nhờ. Mình đang muốn nói chuyện về vấn đề tiến hóa cơ mà hơi nhầm lẫn thì phải. Cái sự nhầm lẫn gì đó. Có gì đây? Con của nó khá đẹp nhờ. Đánh nhau luôn thôi. Master. Hai con này đều là không khác hệ lắm. Chiêu này thì không có tác dụng gì nhiều lắm này. Physics này, Flying này. Chơi đi. Con này đẹp hết nhờ. Con gì của nó đây? 9/125. Sắp chết rồi. Nó có hệ gì nhỉ? Nó là con cái, mình chỉ biết nó là con cái thôi, còn không biết là hệ gì. Chết. Hơi phí, hơi lãng phí. Burn. Cái chiêu hệ lửa mình có khả năng là burning luôn. Còn tiếp theo thì nó là hệ lửa thì phải. Đúng không? Cái chiêu lửa là chiêu mạnh nhất nên nó có rất ít năng lượng. Trong tầm khoảng 10 mấy lần đánh ấy. Chết luôn rồi. Ngon. Và mình sẽ lên level 9 chắc. Chưa lên được. Hiện tại thì chúng ta cũng chưa thể lên được level 9 như con này. Chúng ta sẽ cần nói chuyện với nó về vấn đề đó chính là cái Master Evolution, sự tiến hóa của các Master. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói chuyện với Citizen. À không, cư dân. Nói chuyện với Citizen là cái cư dân ở trong cái này. Giáo sư à? Kaukaukan City. Nó đang hướng dẫn thôi. Bây giờ thì nói chuyện với Citizen Bobby về đường điếc, đường xá các kiểu. Và sẽ nói chuyện với y tá về vấn đề là hồi máu cho các loại Pokemon. Đây. Trung tâm rồi. Trung tâm này để hồi máu rồi. Đồ họa khá đẹp ta. Dạ, có một vài người chơi trong này. Mình thấy như vậy. Đấy, thấy chưa? Quá xa. Tại sao không được ta? Để rồi, cuối cùng đã nói được rồi. Chúng ta sẽ nói về Monster Center. Cái này đây là hồi máu thôi, không có gì nhiều cả. Level 7 này. Level 7 cho nhân vật của chúng ta. Và mình sẽ cần phải recover, hồi máu cho tất cả team. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đâu đây? Mình sẽ nói chuyện với Store. Cái này là nơi để bán đồ đây mà. Chúng ta sẽ có Advanced Queue.
có Gris Q và có Cuber. Q thường là 200, Gris là 400 và Adventure là 800. Media Kit, cái này là Green Apple, có rất nhiều loại thức ăn để cho tôi có ăn được. Rất nhiều thứ để tăng cao cái chỉ số nhá. Tạm thời thì mình cứ bình tĩnh trong cái hòm của mình ấy. Ấn nhầm rồi, mình sẽ để ở phía nào đây? Để phía này đi thì nó sẽ ẩn đi là được. Chúng ta có cái on thì cái hòm gì đây? Sử dụng luôn. Ồ, 50 game. Mấy cái đá như cái gì đây? Candy Speed. Chúng ta sẽ có cái EV này. Một cái vợt bắt côn trùng mà. Lại thêm đồng hòn vàng nữa này. Confirm luôn. Đây, chúng ta sẽ sử dụng luôn. Level chưa đủ à? Thì là level chưa đủ. Level 10 thì nó sẽ mở ra chúng ta. Fruits, the fruits, medikits, other item, training. Cái tấm này tấm gì đây? Training này, để vượt bắt này. Chúng ta có tận đến 7 cái cuber và một cái gris cuber cũng như một cái vượt bắt côn trùng à. Được rồi, chúng ta sẽ đi thôi, ra ngoài. Và mua đúng không? Cái nhiệm vụ này sẽ yêu cầu mình là mua bất kỳ một cái gì đấy. Chúng ta sẽ mua cái Q nhá, để có thể là đi bắt thêm thú được. Đã xong. Và họ sẽ cho mình một ít tiền. Chúng ta sẽ nói chuyện assistant ở bên phía bên này đúng không? Thành phố khá rộng lớn nhỉ. Đây là cái công viên trung tâm rồi. Có một vài người đây này đang nói chuyện với ai đây? Một giáo sư. Cho skip cái này cho nhanh nhá. Và bây giờ mình sẽ đi hoàn thành cái này này. Và chúng ta sẽ đi đâu đây? Có Diamond Store, có Rank Up. Cái này còn 4 phút nữa. Hình như mình sẽ câu cá ấy vậy. Đang câu cá, tính sau. Giật lên nào. Ui, cho đối đầu với các cái con Pokemon luôn ở dưới nước này. Hình như sẽ là cá chép vua. Con hệ nước à? Con hệ lửa chúng ta bây giờ chúng ta sẽ bị khá là yếu thế so với con này. Có flying đi, đấy thử xem. Mình còn chưa có hệ nước là thì phải đúng không? Đấy khá là khỏe. Bây giờ làm nào đây? Chiêu này có tác dụng gì không? Uầy, khỏe thế, chơi ngon thế. Chơi được đấy. Nhờ. Chúng ta sẽ chắc bắt cái con cá này luôn. Mình chưa có hệ nước đâu cả. Đúng rồi, chính xác. Và bây giờ giảm máu nó xuống. Quá hợp lý luôn. Bây giờ mình sẽ đánh mít à. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái này, cái Cuber, cái Q này để bắt nó. Q thường. Tung xa nào. Bây giờ lượng máu nó rất là thấp. Bây giờ mình có thể bắt được thoải mái. Tức là bắt được chứ. Không bắt được à? Chưa bắt được à? Để tung cái này ra từ từ nha. Này thì không vào, này vào đi. Vào trong quả cầu đi nào. Đã bắt được rồi. Ui, nó phá ra nhanh quá anh em ạ. Ai chà, khá là khỏe ta. Q lên, bắt nó luôn. Vào rồi, con này vào rồi. Quả này đã vào rồi anh em. Chúng ta thêm được một con N Master. Confirm. Đấy, mình thêm được một con cá anh em ạ. Tiến hóa thì mình chưa biết dạng tiến hóa nó như thế nào. Đây là kỹ năng Storm Water Hidden Ability, kỹ năng ẩn những thứ. Khá hay. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Q's Monster 3D. Bye bye.